ก็giỏi lắm con đi vô ăn cơm con hả đi vô ăn cơm cái gì vậy bà nội hay mày tao má mày mà mày nghĩ sao mày kêu tao bà nội mày bà má tôi bà mẹ tôi mà tôi kính trọng mà tôi đưa mày lên hàng bà nội rồi tôi đưa mày lên hàng bàn thờ rồi muốn gì nữa trời đất ơi tao còn sống nhăn răng dây mày nghĩ sao mày rủa tao lên bàn thờ rồi mày giờ chưa lên mới bốc lên thôi trời ơi tao làm mày á mày nghe tao đẻ mày ra nha tôi có nói bà là cha tôi không trời ơi tôi qua đây không trời ơi nói chuyện tôi không nghĩ rồi em nói cái giống gì mày trả lời tao nói con gái mày trả lời mình lên lời tự hào gì nói chứ tự hào cái gì con gái mình chứ gì nghĩ sao tự hào nghĩ sao như vậy nó chứ sao con quỷ dạy tôi tao dạy này ra tao phải dạy tôi cái gì tôi đi ra đường là không được sợ thằng nào con nào không được thua ai trước kia không thua con nào người được thì mình phải không thua con mẹ vào trong nhà trước tao đâu đó con quỷ con yêu đầu thai này nghe chưa mình là con người mình đẻ ra con quỷ con yêu mình con mình là tao tập mày bây giờ là trời ơi tôi đứng yên cho mày đọc trả treo của tôi ghê chưa ghê gì ghê thì bỏ chạy trốn đi chạy đi gì mà chạy đi vô cơm trời ơi chạy tại sao biểu tôi đem cơm hoài vậy chứ sao cái gì em dụ dọn cơm đâu phải là việc của tôi đâu quên tại sao bây giờ mới nhớ mẹ mũng gì mà dạy hoài không biết kìa để tôi giận có mất không? Con quỷ con yêu, nữa chữ mình quỷ yêu nữa à? Coi là mình con gì mà mình đẻ nó quỷ yêu? Ghê không? Ghê vậy? À má đầu thai là mày đó. Trời ơi, tự nhiên mình đẻ ra hai má chắc mình là con chút thi tè chắc. Ê, tao nói tiếng trước mày trả lời tiếng sau mày trợn trợn mắt thật là tao móc mắt mày nha mày. Trời ơi, tôi nghe cho mày móc chắc. Nghe không? Xin lỗi à, tôi có bị móc mắt hay tôi cũng ngồi mà tôi đến tôi tưng trước mặt á. Đứng gì? Tôi cào nát mày cái nào móc mắt tôi á. Quá trời hay.